Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hiện bây giờ đó là chiều ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 5 giờ rưỡi chiều tại Cali. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước vào cuối tuần rồi là ngày thứ bảy. Thì trước hết Thuận hy vọng các bạn sẽ có một cuối tuần vui vẻ. Thường đó thì ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ chúng ta không có nhiều tin tức đâu các bạn. thường đó Thuận sẽ đọc tin tức rồi làm một cái video ngắn để chia sẻ với các bạn mà thôi. Nhưng mà không phải ngày hôm nay. Hôm nay đó chúng ta có cực kỳ nhiều tin tức luôn các bạn và thuần cũng đã cố gắng sắp xếp tất cả những tin tức này một cách nó lo chuyện nhất có thể thì uh, thuần biết là có rất nhiều câu hỏi gần đây đến từ các bạn là chúng ta thấy đã có nhiều tin tức tốt liên quan đến những cái luật pháp ở hoa kỳ liên quan đến thị trường crypto nói chung uh, và những tin tức tốt liên quan đến dòng tiền về bitcoin spot etf thì tại sao mà giá nó cũng như vậy các bạn ngày hôm nay đó thì giá đã giảm một chút xíu so với ngày hôm qua không phải nhiều lắm các bạn hôm nay đây hiện bây giờ tôi làm video là giá khoảng chừng là 67.500 đô thì giảm khoảng chừng là một phần trăm so với ngày hôm qua nhưng mà rất rõ ràng Chúng ta nhìn thấy được là hồi sáng này ra khi mình còn thức dậy đã giá Bitcoin cũng đã một lần nữa lên tới mức là 69.000 đô nhưng mà lại nhanh chóng bị đẩy ngược trở xuống tới cái mức là chỉ còn có 66.700 đô mà thôi. Thì hầu như là có một cái lực nào đó tiếp tục đẩy giá Bitcoin xuống các bạn không muốn giá qua khỏi 69.000 đô và chúng ta cũng nên nhìn thấy hiện tượng này đó rất nhiều lần rồi không phải là chỉ mới ngày hôm nay đâu. Vào ngày thứ năm các bạn cách đây hơn một ngày đây chúng ta cũng có một cái thời điểm giá lên tới 69.500 đô trước đó nữa chúng ta nhìn thấy được là đó chính là cái ngày thứ tư tại Hoa Kỳ lúc đó giá lên tới mức là 68.900 đô các bạn gần lên tới cái mức là 69.000 đô và đương nhiên vài ngày trước đó nữa chúng ta cũng thấy được giá Bitcoin đã có một lần đi thẳng lên tới mức là 70.600 đô trước khi mà giảm cho xuống cái mức bây giờ tuy là khi các bạn zoom ra ra chúng ta nhìn thấy được giá thì trên căn bản vẫn đang tích lũy hiện tại nhưng mà với nhiều tin tức tốt đó, thì rất là nhiều bạn Nói là tại sao chúng ta lại không thấy giá cả Nó di chuyển nhiều hơn Thật ra để trả lời câu hỏi này Nó khá là phức tạp các bạn Có một số những tin tức Nó liên quan trực tiếp đến crypto Tôi sẽ chia sẻ với các bạn Có một số những thuyết âm mưu liên quan đến crypto có thể là có một cá voi nào đó hay là một nhóm nào đó họ cần phải giữ giá cái mức này và có nhiều cái giả thuyết được đưa ra thì cũng sẽ chia sẻ với các bạn trong video này nhưng mà chúng ta chỉ chia sẻ để biết mình thôi chứ còn về thực tế ra sao đó thì chúng ta sẽ không có biết sự thật đâu nhưng mà thuận cũng muốn các bạn nắm mắt được tình hình chung như thế nào nhưng mà quan trọng hơn đó thuận muốn các bạn zoom ra để xem coi tình hình kinh tế vĩ mô ra sao và hiện bây giờ đó crypto nói chung nó đang nằm như thế nào ở trong những tài sản khi mà nói tới kinh tế vĩ mô tình hình chung là như thế nào các bạn cái đó nó quan trọng hơn hết và khi mà thuận chia sẻ xong rồi thì nghĩ là các bạn sẽ có cái nhìn tổng quát hơn và tôi nghĩ là ít nhiều gì cũng sẽ giải thích được nhiều câu hỏi mà các bạn đang có hiện tại và hôm nay đó Kali hơi lạnh một chút các bạn thường cũng đã tranh thủ để mà đem cái áo the Moon này ra bận thêm vài lần nữa trước khi mùa hè đến chứ nếu không đó thì sẽ không có dịp bận cái áo này phải đợi cho đến mùa đông mới bận lại nữa các bạn chúng ta bây giờ hãy zoom ra đây chúng ta bây giờ hãy nhìn vào kinh tế vĩ mô nói chung trước hết đó chúng ta hãy nhìn vào tình hình của thị trường chứng khoán hoa kỳ ngày hôm nay ra sao thật ra hồi sáng này đã cũng rất là đỏ các bạn kết thúc ngày hôm nay đó thì đến cuối cùng chúng ta nhìn thấy được là chỉ số nasdaq đã trả trở về và không thay đổi so với mức giá ngày hôm qua chỉ số dow jones thì hôm nay tăng trở lại các bạn hồi phục trở lại là 1.5% và chỉ số s&p 500 thì hồi phục trở lại là 0.8% nói chung nó cho dù cho bạn thấy được là trong tuần này chúng ta cũng đã nhìn thấy có rất là nhiều cái sự điều chỉnh ở trong thị trường chứng khoán nhưng mà chúng ta nhìn những chỉ số lớn đó, thì cho dù tuần này giảm nhưng mà cả tháng năm này tại vì hôm nay đã là ngày cuối cùng tháng năm rồi ở Việt Nam cũng đã bước qua ngày đầu tiên của tháng 6 thì chúng ta nhìn thấy được là kết thúc tháng 5 như thế nào chúng ta nhìn vào kết thúc tháng này đó chúng ta nhìn vào chỉ số Dow Jones đi chỉ số Dow Jones chúng ta nhìn thấy được là kết thúc tháng này vẫn tăng là 2.3% các bạn cho dù chúng ta nhìn thấy có nhiều sự điều chỉnh nhưng mà từ đầu tháng tới bây giờ thì vẫn tăng 2.3% vẫn rất là tốt các bạn và chúng ta cũng đã biết là chỉ số Dow Jones cũng đã đạt đỉnh nhiều lần trong năm nay rồi chúng ta nhìn vào chỉ số S&P 500 đi thì sao các bạn chỉ số này đó thì chúng ta nhìn thấy đã tăng 4.8% trong vòng một tháng qua chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Nasdaq thì sao các bạn gần đây đó thì chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng đã đạt đỉnh mới thì đối với Nasdaq thì tăng nhiều hơn nữa các bạn tăng 6.88% cho tháng năm này nói chung đó tháng năm này đã kết thúc là một tháng rất là tốt cho thị trường chứng khoán và chúng ta bây giờ hãy nói tới Bitcoin đi thì riêng Bitcoin ra sao các bạn Bitcoin đã chính thức kết thúc tháng năm các bạn và chúng ta thấy được là tháng này là một tháng mà cũng có sự tăng trưởng coi như cũng tương đối tốt các bạn tăng 11% cho dù các bạn thấy là giá Bitcoin đã bị đi xuống hay là chúng ta thấy uh, tin tức tốt nhưng mà giá cũng không nhiều chuyển nhiều nhưng mà trên thực tế đó từ đầu tháng tới bây giờ giá vẫn tăng 11% và chúng ta nhìn thấy được là trước đó đó thì tháng tư chúng ta có cái uh, sự suy giảm là 14,76% nhưng mà đó là cái đợt giảm đầu tiên sau liên tục 7 tháng tăng trưởng thì có thể là chúng ta mau quên nhưng mà trả trở về cái tay chỉ 6 tháng thôi các bạn lúc đó giá Bitcoin đã chỉ ở mức là khoảng chừng 40 mấy ngàn đô hiện bây giờ chúng ta vẫn đang ở cái mức là 67 68 ngàn đô coi như là một cái mức cao trong lịch sử của Bitcoin rồi các bạn. Đương nhiên chúng ta đã từng chứng kiến cái tay khoảng chừng là 2 tháng khi mà giá Bitcoin đã định mới đó, lúc đó là giá là khoảng 73.800 đô. Nhưng mà cái mức bây giờ cũng không phải là cách xa mức đó lắm đâu các bạn và trên thực tế đó chúng ta chỉ ở cái mức đó thời gian cực kỳ ngắn mà thôi. Bitcoin vẫn trong cái vùng gọi là cao Tính theo lịch sử trong vòng 15 năm qua, nói chung thì Bitcoin vẫn đang rất là tốt. Nhưng mà cái các bạn quan tâm đến là tình hình bây giờ ra sao các bạn và chúng ta cần phải thấy gì để chúng ta tiếp tục có sự tăng trưởng của Bitcoin. Để tôi chia sẻ một số những thông tin với các bạn. Trước hết đó, chúng ta cũng đã biết là hôm nay đã nhận được cái chỉ số phần trăm lạm phát PCE thì chúng ta thấy được là chỉ số PC đã như mong đợi. Các bạn đã nhớ là cái tháng vừa rồi đó thì PCE là 2.7, ước tính tháng này là 2.7. Còn về Core PC đó thì tháng vừa rồi là 2.8 Ước tính tháng này cũng là 2.8 luôn Core nghĩa là không tính lương thực và năng lượng Thì các bạn thấy được là chỉ số chính thức đã cho chúng ta có con số y chang như là ước tính Thì đó là tin tốt các bạn Tin tốt đó thì chỉ số đã nhiều ước tính Nhưng mà tin xấu đó nó đã không có tiếp tục giảm nữa và chúng ta cũng thấy được là ngoại trừ thông tin liên quan đến PC ngày hôm nay Thông tin này coi như không tốt cũng không có xấu Nhưng mà chúng ta thấy được là ngoại trừ tin tức này chúng ta cũng đã có cái chỉ số chỉnh sửa quý 1 Các bạn đã biết là thường thường chia sẻ đó mỗi lần chúng ta có chỉ số GDP mỗi quý Thì chúng ta sẽ có ba con số, con số ước tính ban đầu Sau khi mà đóng lại một quý đó chúng ta sẽ có rất nhanh chóng trong vòng vài tuần mà thôi Rồi sau đó khoảng chừng một tháng chúng ta sẽ có cái thông tin Đó chính là cái dữ liệu điều chỉnh GDP sau khi mà họ có thời gian tính toán thêm rồi sau đó họ sẽ điều chỉnh lại và chúng ta còn một con số nữa đó chính là con số final, con số cuối cùng các bạn và phải đợi khoảng chừng một tháng nữa mới có. Thì hôm nay đó đáng tiếc chúng ta nhìn thấy được là cái con số chỉnh sửa nó còn thấp hơn cả ước tính nữa. Các bạn đã nhớ là thị trường nó hầu như là bị sốc khi mà chúng ta có chỉ số tổng sản lượng quốc đội của Hoa Kỳ GDP quý 1 chỉ ở mức là 1.6% mà thôi. Cái này chỉ bằng phân nửa cái con số của quý 4 của năm ngoái các bạn. Quý 4 năm ngoái là 3.2, bây giờ là 1.6. Trước đây khi mà họ ước tính á, thì có nghĩa là nền kinh tế đã chậm lại rất là nhiều và bây giờ đó thì họ lại điều chỉnh xuống nữa các bạn, chỉ còn có 1.3% mà thôi. Nói chung là nền kinh tế bây giờ cực kỳ chậm, không phải là suy thoái nhưng mà cực kỳ chậm các bạn. Và riêng bản thân thuận đó thì thuận chưa để chia sẻ về cái kinh nghiệm của thuận mà thôi cũng như là những những gì thuận biết xung quanh thuận có nghĩa là trong cái phạm vi quận cam hay là trong phạm vi cali mà thôi chứ còn nước mỹ đó thì rất là lớn thường không thể nào mà trả lời hết tất cả hay biết hết tất cả dữ liệu được nhưng mà riêng những gì mà thuận biết đó và thuận làm việc trong ngành tài chính các bạn đã biết cũng đã mười mấy năm rồi tình hình bây giờ đó rất là khó khăn đối với rất là nhiều người các bạn nói chung là những công ty tài chính họ đang phải chống chọi về lãi suất cao có thể các bạn nói là nhưng mà lãi suất cao đã có cả nửa năm nay rồi đâu phải là mới đây đâu đúng các bạn nhưng mà mới đầu đó thì họ vẫn có thể chống chọi được nhưng mà bây giờ đã kéo dài 6 7 tháng trời rồi các bạn. 6 7 tháng qua lãi suất đã mức cực cao trong vòng 20 năm qua, lãi suất của Fed là 5 tới 5.25% hiện tại. Có nghĩa là khi các bạn đi vay mượn đi mua nhà, mua xe đó các bạn có thể vay mượn với cái mức là 7% hay 8%, cái con số đó nó rất là cao các bạn. Khi chúng ta nói tới con số các bạn vay mượn cực kỳ lớn và cái cách tính lãi suất của Hoa Kỳ là các bạn vay mượn là các bạn sẽ phải trả gối đầu, có nghĩa là những cái 5 tháng đầu tiên đây các bạn phải trả tiền lãi trước rồi sau đó mới trả cái tiền là gốc các bạn cái tiền gốc đó những cái năm đầu tiên cực kỳ ít luôn phần lớn là tiền lời nghĩa là họ sẽ tiền lời trước rồi tiền gốc họ lấy sau cho nên phần trăm thực tế nó cao hơn rất là nhiều khiến cho nhiều người họ không có muốn đụng tới mua nhà các bạn hay là mua xe hay là những cái khác khiến nền kinh tế đang chậm lại và nói thật nếu như mà Fed cứ chần chừ như vậy hoài đó thường nghĩ là chúng ta dài tháng nữa sẽ nghe nhiều thông tin liên hoàng đến sa thải tại vì tình hình bây giờ nó rất là căng đối với thuần chưa có đứt dây nhưng mà thuận cảm thấy là rất là căng những gì mà thuận nhìn thấy được với cái vị thế của thuận làm việc cho công ty tài chính mà thôi nhưng mà chúng ta hãy trở lại với là câu chuyện đi thì chúng ta có thể nhìn thấy được là ngoại trừ phần trăm lạm phát PCE chúng ta thấy là GDP Hoa Kỳ đã giảm về cái mức là 1.3% thì hiện bây giờ đó phần trăm CME đang kỳ vọng đó là chỉ có một đợt giảm lãi suất mà thôi các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được đây là cái văn bản phần trăm ước tính lãi suất của Fed dựa theo CME thì nhìn rất là phức tạp nhưng mà cũng rất đơn giản nó thuận uh, chỉ các bạn cách đọc ở bên tay trái đây cho bạn thấy được là có chữ meeting date như là những cái ngày mà họ họp thì chúng ta thấy được là bây giờ ở đây thì có văn bản là từ tháng 6 cho tháng 4 năm sau có nghĩa là cuộc họp kế tiếp chính là vào ngày 12 tháng 6 rồi tới tháng 7 tháng 9 tháng 11 tháng 12 kết thúc năm nay rồi tới tháng 1, tháng 3, tháng 4 của năm sau và bên trên này những con số này giống như là 3,5 năm tới 4% đó thì đây là cái phần trăm lãi suất của Fed và chúng ta nhìn thấy được là từ 3,7 năm tới 400 rồi tới 400 tới 425 cho tới mức hiện bây giờ đó là chúng ta đang ở mức là 5.25 tới 5.5 là cái mức hiện tại và cao hơn nữa là 5.5 tới 5.75 và cái phần trăm mà các bạn nhìn thấy đó chính là cái phần trăm đang nghiêng về lãi suất sẽ giữ mức nào trong cái cuộc họp ngày đó. Giống như chúng ta nhìn thấy được là vào tháng 6 này đi thì các bạn nhìn thấy cái phần trăm cao nhất đó 98.7% là đang ở mức là 5.25 tới 5.5 như là cái mức hiện tại thì có nghĩa là trong cái cuộc họp vào tháng 6 này thì Fed sẽ giữ nguyên lãi suất chứ không có giảm lãi suất đâu. Khả năng cao là như vậy cái chúng ta quan tâm đó chính là các bạn lui trở về cái mức là 5 tới 5.25 này nghĩa là nếu như mà chúng ta ở cái mức này là Fed sẽ giảm lãi suất 0.25% thì chúng ta sẽ dò xem coi là cái ngày nào cái phần trăm đó cao nhất đó chính là vào ngày 18 tháng 9 các bạn lúc đó đó chúng ta nhìn thấy những con số này nhưng mà con số cao nhất 46.6% không có cao hơn nhiều so với những người lãi suất Tại vì khả năng mà Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp đó là 46.2% Nhưng mà nói chung đó thì tháng 9 là cái tháng sớm nhất mà Fed giảm lãi suất trong năm nay các bạn và giảm 0.25% hay là tháng 11, một trong hai tháng này sẽ là cái tháng mà Fed sẽ phải giảm lãi suất. Ít nhất đó chính là cái ước tính của thị trường hiện bây giờ cho dù là phần trăm lạm phát ra sao, họ cũng nghĩ như vậy tại vì khả năng rất là cao đó là tình hình kinh tế bây giờ rất là xấu các bạn và chúng ta thấy được là lãi suất cao không những là ảnh hưởng đến ngân hàng, ảnh hưởng đến người dân đi vay mượn, ảnh hưởng đến những công ty họ phát triển ra sao, ảnh hưởng đến người dân đi mua nhà, ảnh hưởng đến những cái cửa hàng bán vật dụng và bán những cái trang kỳ đòi thức và ảnh hưởng đến cả cái tiền lãi mà chính phủ Hoa Kỳ phải trả khi mà bán công trái phiếu mới, ảnh hưởng rất là nhiều luôn các bạn. Cho nên cho dù phần trăm lạm phát ra sao đi nữa đó thì bây giờ thị trường ước tính là tháng 9 là sớm nhất chúng ta sẽ có cái đợt giảm lãi suất hoặc là tháng 11, một trong hai tháng này sẽ có đợt giảm lãi suất lần đầu tiên. Đó là tình hình ở Hoa Kỳ hiện tại các bạn và các bạn đã thấy cho dù thuận dư chia sẻ với các bạn tình hình của nền kinh tế bây giờ không có ổn ra sao à, mọi người đó khá là lo lắng các bạn và khi mà họ lo lắng điều quan trọng hơn các bạn nên hiểu đó là cái mà khiến cho nền kinh tế phát triển hay là bị thụt lùi không phải là sự thật mà chính là cái cảm nghĩ của những cái người tiêu dùng ra sao khi mà những người tiêu dùng họ cảm thấy là tình hình rất là tốt họ có công ăn việc làm rồi giá nhà của họ tăng hay là họ cảm thấy là cái giá của cổ phiếu của họ đầu tư tăng lên thì họ sẽ cảm thấy vui cho dù họ vẫn chưa có bán nhà bán nhà rồi họ ở đâu các bạn hay là họ không có bán cổ phiếu nhưng mà họ vẫn cảm thấy được là họ đã giàu lên khi họ giàu lên họ sẽ chi tiêu khi họ chi tiêu nền kinh tế sẽ phát triển cho nên chúng ta nhìn thấy được là nền kinh tế đó sự thật là có cái quan hệ khá là mật thiết đối với lại thị trường tài chính cũng giống như là đối với lại thị trường của bất động sản ở Hoa Kỳ tuy là không phải là quan hệ trực tiếp các bạn nhưng mà gián tiếp và nó sẽ có cái độ trì hoãn nhưng mà ngược lại đó khi mà mọi người bắt đầu lo lắng hoặc thấy được người quen của họ bị sa thải họ sẽ lo lắng họ sẽ bắt đầu là mình cũng nên lưu trữ tiền mặt lỡ như có chuyện gì ra thì mình có cái để mà suy sợ họ sẽ không chi tiêu khi mà họ không chi tiêu cho dù bản thân họ vẫn chưa bị sa thải họ không chi tiêu cũng dẫn đến nền kinh tế sẽ từ từ sụp đổ xuống các bạn cho nên đó là cái điều cực kỳ quan trọng cho nên Fed và chính phủ Hoa Kỳ rất là quan tâm đến suy nghĩ và tâm lý người dân ra sao vì lý do đó cho dù tình hình kinh tế bây giờ không ổn đó thì chúng ta nhìn thấy được là cổ phiếu vẫn tiếp tục có cái sự tăng trưởng và thậm chí đạt đỉnh mới các bạn cho nên nhiều người nói là cái này đó nó không có hợp lý tại sao nền kinh tế không ổn nhưng mà chứng khoán vẫn tăng tại vì hai cái này nó khác nhau các bạn nền kinh tế là phản ảnh bây giờ còn thị trường chứng khoán đó là phản ảnh suy nghĩ của những nhà đầu tư về tương lai của cái cổ phiếu đó nó khác nhau của bạn nhưng mà nó cũng có cái sự liên hệ gián tiếp và cũng có cái sự trì hoãn đó là điều mà các bạn nên hiểu cho nên chúng ta không nên lầm tưởng những gì xảy ra trong thị trường chứng khoán nó phản ảnh nền kinh tế như thế nào chứng khoán có thể tốt nhưng mà nền kinh tế có thể là vẫn đang không tốt hiện bây giờ đó là những gì mà xảy ra ở hoa kỳ hiện tại tôi sẽ chia sẻ thêm một số những cái thông tin khác thôi sẽ tổng kết lại để các bạn hiểu rõ hơn tình hình như thế nào đó là chúng ta đang nói tới hoa kỳ còn ở châu âu thì sao các bạn nó có đỡ hơn hay không thì ở châu âu đó chúng ta nhìn thấy được là chỉ số cpi cũng đã được công bố ngày hôm nay ở khu vực châu âu và các bạn nhìn thấy được là tổng khu vực đó thì họ có chỉ số cpi phần trăm lạm phát là hai ước tính chỉ có năm mà thôi và tháng trước là 2.4% Cho dù là như vậy, các bạn nhìn thấy được là Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB vẫn ra dấu hiệu là họ sắp cắt giảm lãi suất 82 nhà kinh tế dựa theo cái thống kê từ Reuters tin là ngân hàng trung ương của châu Âu sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào ngày 6 tháng 6 này, nghĩa là trong vòng một tuần nữa các bạn, châu Âu sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất và đây có thể nói được là một trong những cái khu vực lớn cắt giảm lãi suất ngoài chỉ Trung Quốc các bạn Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất sau khi mà đại dịch rồi tại vì nền kinh tế đã không ổn nhưng mà đối với châu Mỹ và châu Âu đó thì các bạn nhìn thấy được châu Âu sẽ đi trước châu Mỹ để mà bắt đầu cắt giảm lãi suất và ở châu Mỹ đó thì có thể là Fed vẫn chưa sẵn sàng nhưng mà Canada họ cũng đã ra dấu hiệu là muốn cắt giảm lãi suất cũng vì lý do là nền kinh tế đang căng thẳng các bạn các bạn thấy được là khi mà lạm phát tăng cao đó thì ai cũng hô hào nói là chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ và sẽ không bao giờ chung bước trước lạm phát lạm phát phải được đẩy lui cho về chúng tôi mới à, coi như là thành công và chúng tôi mới bắt đầu là cắt giảm lãi suất nhưng mà khi tình hình bắt đầu bất ổn các bạn thất nghiệp tăng cao à, nền kinh tế chậm lại đó thì chúng ta thấy được là họ sẽ dễ dàng thay đổi cái suy nghĩ lập tức khi mà nền kinh tế tốt là đương nhiên thường là lạm phát tăng cao rồi nền kinh tế lúc đó phát triển các bạn tại vì có dòng tiền rẻ nó ở khắp nơi lãi suất thấp dẫn tới nền kinh tế phát triển thì lúc đó họ dễ dàng phát biểu là họ sẽ làm tất cả hy sinh tất cả để đẩy lùi lạm phát nhưng mà khi mà nền kinh tế bất ổn một chút là các bạn thấy những ngân hàng trung ương họ sẽ bắt đầu lo lắng và họ sẽ bắt đầu là cân đo hai bên cái nào quan trọng hơn cứu nền kinh tế quan trọng hơn hay là đẩy lùi lạm phát quan trọng hơn vì lý do đó về dài hạn đó thì chúng ta nhìn thấy được lạm phát vẫn dai dẳng và dai dẳng và tăng theo thời gian chứ không có thể nào mà chúng ta không có lạm phát được và một nền kinh tế không có lạm phát thì cũng không được các bạn nền kinh tế bây giờ hoạt động dựa theo nợ dựa theo lạm phát đó là cách mà nền kinh tế phát triển hiện bây giờ cho nên vì lý do đó tiền thì luôn bị mất giá và chúng ta nhìn thấy được là ở châu âu giống như là canada cũng giống như là mỹ cùng chung một cái tình trạng hiện bây giờ và chúng ta cũng thấy được là đối với lại ngân hàng trung ương của Nhật Bản đi thì chúng ta có thể thấy được là Nhật Bản cũng đã thông báo là những cái can thiệp ngoại hối từ ngày 26 tháng 4 cho đến ngày 29 tháng 5 đã lên tới 9,8 nghìn tỷ đô la các bạn tương đương với 61 tỷ USD. Thì cái mà họ nói tới đó chính là họ phải châm tiền vào để có thể là giữ giá đồng yên các bạn. Đồng yên Nhật Bản đã giảm giá quá nhiều trong một tháng qua và những tháng trước đó cho nên họ cần phải mua đồng yen trên thị trường để mà giữ giá đồng yen. Và ngược lại họ bán đồng đô la để có thể là giữ giá đồng yen được. Thì cái quy mô này đó lớn hơn so với đợt can thiệp mua đồng yen bán USD trước đó vào tháng 9 tới tháng 10 của năm 2022 tính theo đồng yen và tương đương tính theo USD vì đồng yen Nhật đã bị mất giá trong khoảng thời gian này thì đây là một khoản tiền đáng kể đó các bạn chỉ trong vòng vài tháng và chỉ để cứu đồng yen khỏi rơi tự do mà thôi có nhiều lo ngại là Nhật Bản sẽ bắt đầu bán tháo công trái phiếu Hoa Kỳ và sử dụng số tiền đó để tiếp tục hỗ trợ đồng yen Nhật Bản là quốc gia nắm giữ công trái phiếu Hoa Kỳ nhiều nhất thế giới các bạn với con số là 1,138 nghìn tỷ đô la tính đến tháng 12 của năm ngoái khi mà thị trường crypto trở nên lớn hơn thì vốn hóa thị trường stablecoin cũng sẽ tăng trưởng và những công ty đó sẽ trở thành những đơn vị quan trọng mua trái phiếu Hoa Kỳ. Các bạn nên biết là đang có rất nhiều thứ đang di chuyển hiện tại các bạn. Cái thế giới tài chính chúng ta biết mấy chục năm qua đó có thể là đang có một cái sự thay đổi. Tuy là từ từ nhưng mà thực sự đó khi mà chúng ta nhìn lại 10 năm sau các bạn mới thấy được sự thay đổi lớn như thế nào. Chúng ta nhìn thấy được là bây giờ Chúng ta có những quốc gia mà lưu trữ nhiều công trái phiếu ở Hoa Kỳ. Chúng ta nói tới thứ nhất là Nhật Bản, thứ hai là Trung Quốc và thứ ba chính là ở nước Anh các bạn. Thì Nhật Bản các bạn đã biết là đang gặp rất nhiều khó khăn. À, nhất là liên quan tới đồng dinh của họ. Họ cần một số tiền lớn và họ có thể là phải bán công trái phiếu. Và khi họ bán công trái phiếu lên trên thị trường thì các bạn đã biết là sẽ dẫn đến giá giảm lãi suất lại tăng và chúng ta nói tới Trung Quốc đi thì Trung Quốc cũng đã bán rất nhiều công trái phiếu Hoa Kỳ tại vì họ cũng cần tiền để mà bơm vào nền kinh tế sau đại dịch các bạn thì chúng ta có thể nghĩ như thế này 10 năm sau 20 năm sau có phải đây là những đơn vị lớn lưu trữ công trái phiếu Hoa Kỳ hay là không và các bạn đã biết là công trái phiếu có nghĩa là trái phiếu phát hành bởi chính phủ như là giấy nợ đó thì chính phủ ở khắp nơi họ thu thuế các bạn nhưng mà họ thu vào so với chi tiêu là bao nhiêu thì nếu như mà họ thu vào ít hơn chi tiêu họ sẽ bị thâm hụt ngân sách và để giải quyết vấn đề đó họ sẽ bán trái phiếu, trái phiếu là cái giấy nợ, hứa hẹn là người mà cầm giấy nợ đó sẽ được trả tiền lãi và vốn và tiền lãi và vốn đó được đảm bảo bằng gì? Được đảm bảo bằng tiền thuế trong tương lai họ thu từ người dân của họ đó là công trái phiếu và một quốc gia khi họ bán công trái phiếu đi họ muốn người khác mua chứ họ không muốn ngân hàng chung của họ thu mua các bạn chứ nếu như vậy đó thì chẳng khác gì là họ in tiền rồi bơm vào trong thị trường dẫn đến là tiền mất giá cho nên các bạn thấy được là họ sẽ muốn có những cái người mua thật sự và thường những quốc gia họ sẽ mua trái phiếu lẫn nhau nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là mọi thứ đó đang có một cái sự thay đổi từ từ nhưng mà như thường vừa chia sẻ 10 năm sau nhìn lại có thể rất là lớn các bạn và chúng ta cũng đang thấy trong sự thay đổi đó crypto có một vai trò chúng ta không nói tới là bitcoin là phi tập trung hay là tài sản được chữ giá trị hay là vàng 2.0 chúng ta đang nói tới là stable coin các bạn khi mà thị trường này càng ngày càng lớn thì đương nhiên cái vốn hóa của stablecoin cũng sẽ lớn theo luôn tại vì stablecoin là một phần rất lớn trong thị trường này và khi mà stablecoin càng ngày càng lớn có nghĩa là họ là những đơn vị mà sẽ thu mua công trái phiếu của hoa kỳ và nếu như là như vậy đó thì không có lý do gì mà hoa kỳ không muốn ủng hộ thị trường này các bạn Thường không nghĩ có lý do nào mà không ủng hộ hết Và chúng ta cũng đã thấy ngày hôm qua đó Trong cuộc phỏng vấn Đây là cuộc phỏng vấn ở trên Bloomberg các bạn Và trên màn hình đó, thì một người mà các bạn cũng đã khá quen thuộc rồi Đó chính là Chủ tịch Quỹ ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện à, uh, Dân biểu Patrick McHenry Chủ tịch McHenry đã nói gì các bạn Thì ông đã xác nhận là Quỹ ban dịch vụ tài chính Hoa Kỳ ở Hạ Viện chỉ tập trung vào hai mục đích chính hiện bây giờ mà thôi. Các bạn đang nói tới đây là quỹ ban dịch vụ tài chính ở Hoa Kỳ các bạn. Ở quốc hội, họ chỉ quan tâm đến hai điều bây giờ. Thứ nhất là quyền riêng tư tài chính người tiêu dùng. Và thứ hai đó chính là quy định về crypto, dự luật cơ sở hạ tầng FIT21 và dự luật stablecoin. Các bạn thấy được là hai điều mà họ quan tâm đó, một trong hai điều đã là thị trường crypto để rồi và họ quan tâm đến stablecoin tại vì sao vì lý do thường vừa chia sẻ với các bạn họ muốn thị trường này phát triển stablecoin phát triển thì chỉ như vậy lúc đó khi mà chính thống hoa kỳ bán trái phiếu mới có nơi tiêu thụ của bạn bây giờ thì stablecoin vẫn là một cái phần nhỏ thôi các bạn tính theo À, cho tới ngày hôm nay thường nhớ là Tether là cái đơn vị lưu trữ công trái phiếu Hoa Kỳ nhiều nhất thứ 19. Thứ 19 cũng rất là xa các bạn so với lại những cây quốc gia nhưng mà thị trường này ngày càng lớn đó, thì cái con số đó nó sẽ càng tăng lên các bạn và nó sẽ tăng hạn lên. Và chúng ta thấy được đây mới là lý do tại sao crypto là cái phần trọng tâm của quỹ ban dịch vụ tài chính Hạ Viện ở quốc hội Hoa Kỳ. Và nói tới Tether đó thì các bạn thấy được là công ty Tether có cái số tiền để mà đảm bảo cái số lượng USDT hay không đó thì vẫn là một dấu chấm hỏi chúng ta cũng đã biết là tới bây giờ đó thì không có nào biết được chắc chắn nhưng mà cũng đã bị điều tra nhiều lần và chúng ta thấy được là bây giờ thật sự Tether có tiền để họ có thể là thu mua Bitcoin, bắt đầu họ thu mua công ty, họ mở cái xưởng đạo và thậm chí chúng ta nhìn thấy hôm nay đó thì Tether đã lên tiếng họ sẽ đầu tư lên tới 150 triệu, con số đến từ Bloomberg là 100 triệu mà thôi các bạn vào công ty đào Bitcoin là Bitdeer thì chúng ta nhìn thấy được là công ty Tether đây thì ngày lại càng lớn mạnh hơn và họ cũng có kiểm toán các bạn, tuy là kiểm toán nó không phải toàn diện nhưng mà ít nhất họ cũng đã sử dụng công ty kiểm toán lớn thứ năm trên thế giới hiện bây giờ thì uh, Tether vẫn là một trong những đồng stablecoin lớn nhất trong thị trường này. Và chúng ta bây giờ hãy nói thêm một vài thông tin nữa rồi thường sẽ cho các bạn một cách nhìn hiện bây giờ ra sao. Thì chúng ta nhìn thấy được là sau cái sự kiện ngày hôm qua khi mà cựu Tổng thống Donald Trump bị kết tội ở tòa án đó thì ngay sau đó ông đã có thể kéo thêm được 39 triệu đô la tiền quyên góp cho cuộc bầu cử này các bạn. Các bạn thấy được là đối với lại cuộc bầu cử này đó thì Trump vẫn tiếp tục tiến tới cho dù chuyện gì xảy ra ngày hôm qua thì những gì thường chia sẻ nãy giờ các bạn thấy được là toàn những tin tức lớn không liên quan đến uh, tài chính vĩ mô và chúng ta đã chứng kiến một, một sự kiện lịch sử ngày hôm qua là một cựu tổng thống của Hoa Kỳ có thể bị kết tội như vậy. Đó là những cái sự kiện cực kỳ lớn trong lịch sử các bạn và chúng ta đã thấy là có một cái gì đó đang bất ổn ở trên tình hình toàn cầu. Nhưng mà chúng ta thấy là trong bối cảnh đó chúng ta vẫn tiếp tục thấy là chứng của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tăng và cho dù các bạn cảm thấy được là cái giá của Bitcoin đó không tăng mạnh nữa khiến các bạn nhàm dáng nhưng mà các bạn cứ nghĩ tất cả những sự kiện đó đã xảy ra và giá Bitcoin vẫn giữ được cái mức gọi là trong phạm vi cao trong lịch sử 15 năm qua. 67, 68 ngàn đô là coin rất tốt rồi các bạn và thực ra Bitcoin đã tăng rất là nhiều. Trước đó rồi chúng ta cũng cần một cái sự nghỉ ngơi tích lũy và điều đó đang xảy ra hiện tại. Cho nên Thuận thì không có gì lo lắng ngay cái thời điểm bây giờ các bạn và tin tức đó, liên quan đến crypto cũng có. Và để Thuận chia sẻ một vài thông tin nổi bật với các bạn một lát nữa. Nhưng mà đó là điều mà Thuận muốn chia sẻ ở đây. Các bạn có thể thấy được là chúng ta đang có một cây sự dằn co để xem coi là bên nào sẽ là cái bên mà chịu lùi một bước. Các bạn nhìn thấy là thị trường nó thì không chịu lùi, thị trường vẫn tiếp tục tăng trưởng cho dù kinh tế nó như thế nào đi nữa. Tại vì thị trường đang cá cược là sớm muộn gì những ngân hàng trung ương hay là Fed phải giảm lãi suất cho dù là cái phần trăm lạm phát có giảm hay không. Thực ra bây giờ đó có một số người họ cũng không quan tâm đến phần trăm lạm phát các bạn, họ nghĩ là phải giảm mà thôi. Tinh thần kinh tế bây giờ đã đang chuyển xấu rồi và đối với một năm bầu cử như thế này thì họ sẽ phải giải quyết cái vấn đề liên quan tới lãi suất trước khi mà có bỏ phiếu bầu cử xảy ra đó là cá cược của thị trường các bạn còn Fed tôi nghĩ sao chúng ta không có biết các bạn đã biết là chủ tịch John Powell cũng đã mềm mỏng hơn trong thời gian gần đây nhưng mà ông vẫn cần một lý do để mà giảm lãi suất các bạn và lý do đó thật ra ngay bây giờ không có tại vì chúng ta thấy được là 3 tháng trước đó tháng vừa rồi đó tháng mới đây thì chúng ta nhìn thấy được là có cái sự giảm phần trăm lạm phát tăng trưởng trở lại nhưng mà 3 tháng trước đó thì phần trăm lạm phát đã tăng trở lại các bạn chứ không phải là giảm thì chúng ta chỉ có một tháng giảm mới đây mà thôi nhưng mà 3 tháng trước đó lại tăng thì chúng ta ít nhất cũng cần thêm hai tháng giảm nữa trước khi mà chủ tịch John Powell có thể nói là giảm lãi suất các bạn chứ bây giờ chưa thể đâu cho nên chúng ta mới thấy được là ước tính phải chờ tới tháng 9 của năm nay mới là tháng đầu tiên có cái phần trăm giảm lãi suất và bây giờ ra hai bên đang dặn co, Fed cứ chịu lùi bước vì giảm lãi suất hay là không, hay là cứ tiến tới như vậy và càng tiến tới gần thì sẽ dẫn đến suy thoái tài chính. cái sự khác biệt tôi đã chia sẻ nhiều lần rồi, giảm lãi suất mà không có suy thoái tài chính thì những tài sản sẽ tăng giá trong đó có cả crypto các bạn và nếu như mà giảm lãi suất mà có suy thoái tài chính thì sẽ dẫn đến là những tài sản giảm giá trong thời điểm đó và sau đó hồi phục khi mà Fed giảm lãi suất còn mạnh hơn nữa để mà đẩy nền kinh tế tiến lên kết quả cuối cùng cũng giống nhau mà thôi. Sự khác biệt chính là con đường tới đó, các bạn. tới cuối cùng đó, thì tiền giữ mức giá, tài sản vẫn tăng giá dài hạn. quan trọng là giảm trước khi tăng hay là tăng luôn ngay bây giờ. và đối với tình hình thị trường bây giờ đó, thì các bạn thấy được là giá của bitcoin, giá của những tài sản như là cổ phiếu bất động sản đó, thì đang cá cược là fed sẽ phải giảm lãi suất mà thôi chứ không thể cứ tiếp tục gì nữa. thì các bạn thấy được là có rất nhiều thứ đang xảy ra ở trong thị trường tài chính toàn cầu như thế này. giá bitcoin mức này. đó đã là rất tốt rồi các bạn và chúng ta sẽ chia sẻ thêm một số thông tin nữa và chúng ta cũng vừa nói tới uh, Trump thì uh, Trump tiếp tục tiến tới cũng có có sự ảnh hưởng đó các bạn liên quan đến crypto chúng ta có một số thông tin cũng rất lớn ngày hôm nay nhưng mà chúng ta cũng đã thấy được là trước hết hồi sáng này đã có cái thông tin cùng lúc này giá bitcoin cũng giảm xuống nhưng mà thông cũng không có nghĩ là liên quan trực tiếp đến bitcoin đâu đó chính là một cái sàn <laughs> sàn này có tên là DMM Bitcoin các bạn thì như bạn cũng đã nói là cái sàn gì mà cái tên nhạy cảm dữ vậy nhưng mà sàn này là một sàn của Nhật Bản và họ đáng tiếc đã bị hát hồi sáng này và mất 4.000. 502.9 BTC như là khoảng 300 triệu đô la đó các bạn và trong thời điểm này đó giá Bitcoin giảm nhưng mà như thường vừa chia sẻ có thể là không liên quan trực tiếp đâu các bạn tại vì à, lúc đó giá Bitcoin đã cùng đã giảm xuống cái mức là gần xong 9 ngàn đô giảm xuống có thể là trùng hợp tại vì trên căn bản đó, cái số lượng này cũng là nhiều đó các bạn nhưng mà 300 triệu Bitcoin không thể nào mà khiến cho giá Bitcoin giảm mạnh như vậy chỉ về tin tức này đâu các bạn và trên căn bản 300 triệu cũng là con số chúng ta thường thấy lực mua đến từ những quỹ ETF hàng ngày cho nên nếu nói đây là tin tức dẫn đánh giá Bitcoin giảm thì không phải đâu, nhưng mà cũng là một tin tức lớn ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn. À, nhưng mà chúng ta lại thấy có một điều nữa thì à, khi mà chúng ta thấy giá giảm cái gì đó thì câu hỏi là ai đang bán? Thì các bạn nhìn thấy được là dựa theo tài liệu đến từ Classno thì chúng ta nhìn thấy được là cái lực bán đến từ sàn Coinbase các bạn. Sàn Coinbase chính là cái lực bán gần đây. Khi mà giá Bitcoin lên tới 69.000 đô đó thì lại có cái lực bán từ sàn Coinbase thì có ai đó có một nhóm nào đó trên sàn Coinbase họ có thể là chỉ đơn thuần chút lợi hay là họ thật sự là không muốn giá Bitcoin lên tới cái mức là hơn 69.000 đô quá lâu trong thời điểm này và các bạn có biết là ai thường xuyên trade ở trên sàn Coinbase không? Chúng ta có rất nhiều những cái công ty tài chính lớn ở Hoa Kỳ và nhất là những công ty phát hành Bitcoin Spot ETF các bạn. Thì đây là một cái giả thuyết với thôi các bạn, một cái thuyết âm mưu. Chúng ta sẽ không có biết được cái sự thật như thế nào đâu. Nhưng mà Zero Hedge thì đưa ra một giả thuyết là giá Bitcoin đã đang bị tràn ép, bị đè xuống để các công ty ETF có thể mua với giá thấp. Tại vì dòng tiền từ các quỹ Bitcoin ETF đã dương 3 tuần liên tục rồi các bạn và khả năng rất cao hôm nay là tiếp tục là một ngày có dòng tiền dương nữa cho nên với cái số lượng tiền dương nhiều như vậy đó thì họ phải dùng số tiền đó để mà đi thu mua Bitcoin và đương nhiên nếu như mua giá thấp nó sẽ có lợi cho họ các bạn à, vì lý do đó ZOH đưa ra một cái giả thuyết là chính những công ty thu mua Bitcoin cho quỹ Bitcoin ETF của họ đã cố gắng đẩy giá xuống để có thể mua được với giá thấp hơn. Đó là giả thuyết đến từ ZeroHash mà thôi. Các bạn nghĩ giả thuyết này có khả thi hay là không? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Nhưng mà đó là riêng về Bitcoin các bạn và chúng ta cũng thấy được trong thời điểm này đó, lại có những động thái giống như chúng ta nhìn thấy cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn Kraken đi thì có một cá vô nào đó đã rút tổng cộng là khoảng chừng 2 tỷ đô la các bạn. 2 tỷ đô la ngày hôm qua ra khỏi sàn Kraken thì các bạn nghĩ là người bình thường đó thì làm gì mà rút nhiều như vậy các bạn và đây là các bạn nhìn thấy được là cái số lần rút đó nó xảy ra trong cùng một thời điểm thì khả năng là chỉ một đơn vị nào đó mà thôi có phải là một công ty nào đó đang tích lũy giống như là chúng ta nhìn thấy gần đây đó cũng đã có nhiều công ty họ lên tiếng nói là họ cũng muốn giống như là Michael Strategy thu mua Bitcoin hay không thì ngoại trừ những công ty mà trên sàn chứng khoán thì họ phải thông báo với cổ đông chứ còn những công ty tư nhân thì họ không có cần phải thông báo đâu các bạn họ có thể âm thầm thu mua thì tóm lại chúng ta thấy là ngoài Tin tức liên quan đến kinh tế vĩ mô ra chúng ta cũng có những động thái cũng khá là bất thường uh, liên quan tới kho nhưng mà đối thuận ở đây cũng là những động thái tốt các bạn có thể cho thấy được là có ai đó đang tích cực thu gom. Bitcoin ở cái mức giá hiện tại và không muốn giá tăng quá cao ngay bây giờ Và nếu chúng ta nhìn vào phần trăm Bitcoin có lời đó thì ngay bây giờ cái mức là 67.500 đô Thì phần trăm Bitcoin có lời dựa theo ClassNode tài liệu on thì ở mức là 90.7% Tuy đời khỏi dùng màu đỏ nhưng mà cũng cao các bạn Trên căn bản mức giá này thường vừa chia sẻ đầu video ở mức coi như là cao trong lịch sử của Bitcoin rồi và chúng ta nhìn chung đó, thị trường crypto ngày hôm nay thì ra sao các bạn Vốn hóa ngày hôm nay thì giảm thêm một chút nữa các bạn Giảm 0.5% ở mức là 2.65 nghìn tỷ Và Bitcoin giảm 1.4% Phần lớn những cái kho ngày hôm nay cũng là màu đỏ các bạn Như các bạn nhìn thấy trên màn hình à, Và chúng ta bây giờ hãy nói tới những cái tin tức lớn đi chúng ta đã vừa nói tới tin tức vĩ mô mới đây rồi chúng ta cũng nói tới một số những giả thuyết có ai đó đang giữ giá bitcoin hiện tại thì ngày hôm nay chúng ta cũng có những tin tức rất là lớn các bạn trước hết á, các bạn nhìn thấy hồi sáng này thì tám dân biểu ở quốc hội và một thượng nghị sĩ hoa kỳ đã kêu gọi tổng thống biden không phủ quyết dự luật cho phép các công ty tài chính lưu ký bitcoin và crypto như là bãi bỏ cái quy định sáp 121 của SEC mà đã được thông qua Thượng viện Hạ viện rồi. Các bạn có biết kết quả là sao hay là không? Kết quả đó thì ngày hôm nay Tổng thống Biden đã phủ quyết cái dự lực này các bạn <laughs> có nghĩa là không cho thông qua và lý do tại sao đó thì ông nói là chúng tôi ủng hộ những gì mà SEC đang làm. Nhưng mà ở phần dưới đó thì ông lại nói là chính quyền của tôi mong muốn làm việc với quốc hội để mà đảm bảo một khung pháp lý toàn diện và cân bằng cho tài sản kỹ thuật số xây dựng trên các quyền hạn hiện có nhằm thúc đẩy sự phát triển có trách nhiệm của tài sản kỹ thuật số và sự đổi mới thanh toán đồng thời giúp củng cố vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong hệ thống tài chính toàn cầu do đó tôi phủ quyết nghị quyết này <laughs> các bạn thấy được là tới cuối cùng đó, ông cũng đã phụ quyết như là trước khi dự luận được thông qua quốc hội đó cho dù là chúng ta đã thấy có rất nhiều những nghị sĩ đã ủng hộ nhân dân bị ủng hộ thậm chí ngày hôm nay cũng đã viết thư để mà nhắc nhở nhưng mà cuối cùng đó, tổng thống biden vẫn lựa chọn là ủng hộ sec và ủng hộ thượng nghị sĩ elizabeth warren các bạn để mà chống đối với lại thị trường crypto này nói chung đó thì chống đó cũng không hẳn đâu các bạn ít ra gần đây cũng đã có những cái sự thay đổi như là Ethereum spot ETH đã thông qua thì tóm lại đó chính quyền Biden chỉ mới quay xe có 90 độ thôi các bạn chứ chưa phải là 180 độ miễn đừng quay xe 360 độ là được rồi <laughs> tại vì các bạn thấy là riêng cái dự luật này Tuy là có thể không ảnh hưởng đến các bạn trực tiếp nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái nền tảng của crypto ở Hoa Kỳ các bạn chứ còn dư luật này cũng không ảnh hưởng tới một ai trực tiếp đâu các bạn mà chỉ các bạn là ngân hàng mà đang chờ được thông qua mà thôi. Tại vì đối với là cái quy định SAP 121 đó thì một ngân hàng mà muốn lưu trữ crypto thì phải có những cái quy định cực kỳ khó khăn cho nên nhiều ngân hàng bây giờ họ không muốn tiếp cận cái dự luật này để bãi bỏ quy định đó của SEC để ngân hàng Hoa Kỳ tiếp cận được và đó là điều chúng ta muốn dài hạn để có thể có cái sự phát triển của thị trường này nhưng mà tới cuối cùng đã không được thông qua thì như Thượng dư chia sẻ không ảnh hưởng trực tiếp tới bất cứ một dự án nào hay là các bạn nhưng mà ảnh hưởng đến những cái ngân hàng nhưng mà các bạn thấy được là ít ra đối với lại cái dự luật nền tảng crypto đổi mới tài chính thế kỷ 21 fit 21 đó thì dự luật đó chính quyền Biden không nói là sẽ phủ quyết, chỉ nói là sẽ phủ quyết cái quy định sáp 121 này mà thôi và nếu như ông đã quyết định như vậy rồi nên thì có nghĩa là ông ít ra đối với dự luật này thì đứng về phía của SEC để có thể giữ mặt mũi cho Gary Chancellor các bạn. Cho nên tôi mới nói là ít nhất thì cũng quay xe 90 độ chứ chưa phải 180 độ, ủng hộ một phần nhưng mà không có chấp nhận quay lưng với lại SEC và thượng nghị sĩ Warren tại vì nếu như mà tổng thống Biden cho thông qua đó thì đương nhiên đó là một dấu hiệu tốt ủng hộ thị trường này nhưng mà ngược lại sẽ là một cái sự chống đối với lại SEC cũng giống như là thượng nghị sĩ Warren thì kế tiếp như thế nào các bạn bây giờ dù đã bị phủ quyết rồi thì bước kế tiếp ra sao thì bước tiếp theo đó Dự luật này sẽ được trả lại cho quốc hội và quốc hội có thể vượt qua quyền phủ quyết bằng cách là thông qua đạo luật với 2 phần 3 số phiếu bầu cử ở Hạ viện và cả thượng viện luôn các bạn. Các bạn đang nhớ là để được thông qua trước đây thì hơn 50% là được rồi. Nhưng mà nếu như một dự luật mà bị phủ quyết đó, có nghĩa là tổng thống không ký, tổng thống không chấp nhận thì cái đó vẫn có thể được thành luật mà không cần tổng thống ký. Nhưng mà bây giờ phải có 2 phần 3 phiếu các bạn, nghĩa là phần lớn phải ủng hộ, không phải là hơn 50% mà 2 phần 3 phiếu phải ủng hộ ở cả Thượng viện và Hạ viện nó sẽ khó khăn hơn. Không biết có làm được hay là không các bạn, nhưng mà đây là cái tình hình của SAP 121. Nhưng mà ít nhất hôm nay cũng làm rõ là hiện bây giờ đã chính quyền của Tổng thống Joe Biden chỉ ủng hộ quay xe một chút xíu mà thôi các bạn chứ chưa phải là 180 độ đâu. Nhưng mà rất rõ ràng crypto đã trở thành một cái sự kiện lớn liên quan đến chính trị rồi các bạn chúng ta nhìn thấy được là Trump cũng đã lớn tiếng ủng hộ và ông vẫn tiếp tục tiến tới chúng ta cũng có những cái thông tin như là dự luật ở bang Oklahoma miễn trừ thuế cho các hoạt động đào crypto đã được quốc hội ở Oklahoma phê duyệt là các bạn đây là một tiểu bang ở Hoa Kỳ và đang được chuyển đến bàn của thống đốc để mà ký thành luật nó tóm lại đó thì giữa những tiểu bang họ cũng đã có sự phân chia các bạn có những tiểu bang họ không ủng hộ nhưng mà có những tiểu bang họ ủng hộ như là Oklahoma như là Wyoming như là Texas cũng đã từ từ ủng hộ nhiều hơn. và dự luật này đó là một cái dự luật nhằm liệt kê việc bán máy móc và thiết bị sử dụng cho việc đào crypto thương mại vào danh sách những thứ có thể được miễn thuế máy móc và thiết bị trong dự luật bao gồm máy chủ máy tính điện phần mềm dây cáp internet và máy biến áp thống đốc của oklahoma đó thì đó chính là kevin stitt các bạn đây cũng là một người mà đã từng thể hiện cái sự thân thiện với crypto đáng chú ý là khi mà ông đã thông qua thời gian gần đây đó cái dự luật bảo vệ quyền lợi bitcoin cho nên khả năng ông sẽ ký dự luật này nói chung các bạn thấy được là crypto đã trở thành một trọng tâm Bây giờ là chúng ta muốn biết là chính quyền Biden nghĩ như thế nào, rồi Trump nghĩ như thế nào, chúng ta muốn biết là những tiêu bang nghĩ như thế nào. Crypto đã không còn là một cái gì nho nhỏ nữa đâu các bạn. Tuy thị trường vẫn chưa có phải là lớn mạnh, nhưng mà cái sự ảnh hưởng nó đang từ từ lớn dần. Tại vì ai cũng biết thị trường này đã rất có tiềm năng, và chúng ta có thể nhìn thấy được là ngay cả Robert Kennedy các bạn đây cũng là một ứng cử viên tổng thống thì ông cũng đã lên những cái kế hoạch. Thật ra những kế hoạch này đã, thì nghe cho vui thôi các bạn không nghĩ đã sẽ được thực hiện đâu. Ông nghĩ là nếu như mà ông là một tổng thống đó thì sau này ông có thể là áp dụng những cái giống như là mới đầu đó thì sẽ mua một số lượng bitcoin dùng đó để mà đảm bảo giá trị của công trái phiếu Hoa Kỳ. Bây giờ công trái phiếu đó chỉ đơn giản được đảm bảo bằng tiền thuế tương lai mà thôi. Bây giờ ông nói là có thể dùng bitcoin, dùng vàng, dùng bạc, dùng kim loại để có thể hỗ trợ giá trị của công ty phía Hoa Kỳ khiến cho nó hấp dẫn hơn đối với lại rất nhiều người đầu tư và có thể bắt đầu từ một phần trăm rồi từ từ tăng lên và nếu như ông là tổng thống đó Robert F Kennedy thì ông nói là ông sẽ để tất cả những chi tiêu của chính phủ Hoa Kỳ lên trên blockchain đó chính là những gì mà ông nói các bạn nói chung thì cũng cho các bạn thấy một dấu hiệu liên quan đến crypto đó là một cái đề tài nóng đang được đề cập đến ở chính trị Hoa Kỳ và điều này chỉ có một ý nghĩa mà thôi các bạn crypto ngày càng quan trọng tại vì đây là một thị trường rất tiềm năng các bạn họ sẽ không có tốn công sức nếu như họ không nghĩ đây là một thị trường tiềm năng đâu và nó ảnh hưởng đến chính trị nó ảnh hưởng đến tài chính nó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ và nói tới thị trường phố war đây thì các bạn nhìn thấy được là Franklin Templeton ngày hôm nay họ đã update văn bản S1 Ethereum Spot ETF của họ và đã tiết lộ phí quản lý là chỉ 0.19% mà thôi cái phí này rất là thấp luôn các bạn à, và đây là cái công ty đầu tiên mà họ đã tiết lộ mức phí của họ là bao nhiêu thì chúng ta bây giờ phải chờ đợi những quý còn lại nói chung đó thì cũng còn theo thuận là vài tuần nữa chúng ta mới thấy giao dịch cho Ether Spot ETF nhanh hay chậm đó thì tùy theo là những công ty này với lại SEC họ hợp tác có nhanh hay không tại vì sẽ có nhiều sự chỉnh sửa nhưng mà ước tính vẫn là trong vòng vài tuần nữa trong tháng 6 này hy vọng là gì các bạn chúng ta thấy được là Franklin thì đã update hôm qua BlackRock rồi Rayscale rồi Fidelity cũng đã update rồi và chúng ta được là hôm nay đó một điều thú vị nữa là 21 share nộp đơn S1 cũng giống như là Franklin mới đây đơn chỉnh sửa S1 nhưng mà điều thú vị là trong cái đơn của họ đó thì không có nói đến công ty Ark Invest của Katy có nghĩa là ARK Invest không còn là đối tác của họ nữa Hai công ty này đó thường chúng ta nói là ARK 21 Share Thì họ thường xuyên hợp tác với nhau và đã hợp tác ra mắt Bitcoin Spot ETF Và ban đầu cũng hợp tác để ra mắt Ether Spot ETF Nhưng mà bây giờ chỉ còn công ty 21 Share mà thôi các bạn Tại sao thì không ai biết Có thể là tại vì ARK Invest muốn tự mình ra mắt một quỹ Ether Spot ETF riêng Cũng có thể là như vậy các bạn Và nói tới uh, Spot ETF đó, chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tình hình như thế nào đi thì các bạn nhìn thấy được là hôm nay đó chúng ta lại có lực bán đến từ grayscale các bạn à, nói chung nó lực bán grayscale nó đã không có còn liên tục nữa nhưng mà cũng có một số ngày chúng ta thấy được là bán hơn 100 triệu hôm nay là một trong những ngày đó họ đã bán 124.3 triệu đô la và chúng ta nhìn thấy được là cũng có quỹ khác nữa bán đó chính là quỹ HODL thường nhớ đây cũng là quỹ của franklin nhưng bán không nhiều các bạn 1.9% nhưng mà ngược lại đó chúng ta thấy được là chúng ta có cái lực mua đến từ fidelity là 5.9 triệu và chúng ta có cái lực mua rất là lớn dựa theo đồ 15 Capital đó chính là BlackRock các bạn 170 triệu thì tính cho đến cái thời điểm này đó chúng ta cũng có cái dòng tiền dương đâu đó là gần 50 triệu nhưng mà vẫn chưa kết thúc các bạn thì bây giờ nó vẫn sẽ làm tiếp tục một ngày có dòng tiền dương dựa theo như chúng ta biết ngay thời điểm bây giờ và chúng ta cũng có một cái tin tức nữa cũng liên quan tới Bitcoin Spot ETF đó chính là đến từ chủ tịch của sàn chứng khoán New York các bạn NYSE thì chủ tịch của sàn chứng khoán New York đã nói gì các bạn thì à, bà đã nói là bạn không thể phủ nhận sự thành công của Bitcoin ETF nó đã mang đến rất nhiều những cái lợi ích cũng giống như là tính thanh khoản cho thị trường Bitcoin để cho các bạn xem cái clip ngắn này nói chung đó thì à, các bạn thấy được là lợi ích trên hết các bạn <laughs> bây giờ đó đây là một sản phẩm cực kỳ có lợi cho sàn chứng khoán New York để cho các bạn xem clip ngắn này We've been having conversations with the SEC for more than 6 years about Bitcoin ETFs. I think you can't argue with the success of Bitcoin ETFs and the liquidity it has brought to the underlying markets. Và còn một thông tin nữa trước khi kết thúc video này Đó chính là các bạn thấy được là có một cái tin tức đến từ công ty Unchain Đây là một cái công ty ở trong thị crypto của các bạn Và trường đại học Austin ở Texas Thì họ đã ra mắt quỹ tài trợ dài hạn đầu tiên được lưu trữ bằng Bitcoin Sự hợp tác này đã nhằm mục đích huy động quỹ quyên góp 5 triệu đô la Số tiền này đã sẽ được đầu tư vào Bitcoin ít nhất là trong 5 năm Sau đó có thể dùng để mà phục vụ cho nhu cầu của trường Thì Joseph Kelly là CEO và đồng sáng lập của Unchain đã khởi động quỹ này với khoản quyên góp cá nhân là hai Bitcoin các bạn 138.000 đô. Đây là một cái quỹ nhỏ mà thôi các bạn nhưng mà cũng tiếp tục là những cái sự tiến triển. Tại vì các bạn cũng đã biết là một trong những cái quỹ mà có nhiều tiền nhất đó chính là những cái quỹ lương hưu hay là quỹ endowment, những cái quỹ quyên góp dài hạn cho những cái trường học đó. Thì những quỹ đó họ lưu trữ rất nhiều tiền các bạn, chỉ cần là họ đầu tư hay là họ phân bổ một phần nhỏ để mà đa dạng hóa về Bitcoin thôi thì nó cũng sẽ khiến cho vốn hóa tăng rất là nhiều. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đã dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, 4E, Binance, và và một số những dịch vụ khác như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.